Em có một lời khuyên cho em của em là hãy nhìn vào bạn gái đối diện với mình và mình đưa ra một cái quyết định tạo ấn tượng cho cái người đối diện để người ta cảm thấy là mình là một người trưởng thành, biết chăm lo cho gia đình. Phụ nữ hiện đại phải rồi, tự tin lên, tự tin lên, thoải mái vô. Người mình là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên thì mới được. Nhìn lên coi gì, nhìn xuống dưới hoài vậy, có ai rớt tiền dưới đất đâu nè. Đừng có nhìn xuống dưới, nó không được ấy. Đọc lớn lên chị nghe coi. Đọc đi chứ cười hoài vậy, đọc lên cái gì. Nhỏ sắp xỉu rồi. Đây tôi đọc coi cái gì vậy, sao đọc lên. Hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nói cảm nhận về nhau. Hay quá trời, nãy giờ mình nói không được, mình hành động. Và bây giờ thì chưa đến giờ của ẩm thực đâu ạ. Và chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Chàng trai đã ngồi đây chờ đợi rồi. Bây giờ các Tường sẽ ra ngoài và mời bạn nữ của chúng ta vào quý vị nha. Rồi, hai bạn đã ngồi vào vị trí rồi. Tường mời mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi, mình đã tháo mặt nạ rồi ha. Bây giờ thì mời bạn nam sẽ giới thiệu những thông tin cá nhân của mình trước nè. Em tên gì, ở đâu, mình đang làm công việc gì? Trước tiên em chào chị Cát Tường, chào toàn bộ ekip và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Long, năm nay em 27 tuổi, em hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở bên công ty viễn thông, công việc của em là kiểm kê hàng hóa. Kiểm kê hàng hóa. Long, 27 tuổi, mà quê ở đâu? Là quê em ở Hà Nội chị ạ. Quê Hà Nội, vào Nam sinh sống bao lâu rồi? Em vào Nam nay là 20 năm. 20 năm? Ồ, vậy thì bây giờ ba mẹ mình là ở trong Nam luôn hay là đang còn ngoài Hà Nội? Ở trong Nam ạ. Trong Nam luôn. Rồi, đợi Long đợi xíu nha. Rồi, mời em gái giới thiệu thông tin cá nhân của mình. Đầu tiên thì em xin chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia và toàn bộ mấy bạn bên này. Em tên là Thiên Lý, quê ở Bình Định ạ. Tại đang làm việc ở Sài Gòn. Em sinh năm 1993. Hiện tại đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh và nghiệp là dược sĩ ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh là ở chỗ nào em? Dạ, em ở quận Tân Bình ạ chị. Mình đang sống đó với ai vậy Lý? Dạ, với bạn. Vậy là ba mẹ còn ngoài Bình Định? Dạ đúng rồi. Mình mướn nhà ở đó là ở với mấy bạn? Mấy bạn đó là làm chung với mình hay là bạn cùng quê hay bạn sao? Dạ làm chung. Làm chung luôn. Nhà ở mấy người? Dạ ba người ạ. Trai hay gái? Gái vậy, đương nhiên là gái rồi. Tôi phải hỏi cho kỹ. Ủa mắc cười quá, những bạn trai bạn gái giờ ví dụ như cùng quê còn làm chung việc thì cũng xe phòng ở chung được vậy, riêng giường thôi mà trong phòng mình chia cái tiền sinh hoạt cũng được chứ bộ. Ai biểu em không trong sáng không chị chi? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Lý ơi? Dạ, điểm mạnh của em thì gọn gàng kỹ tính, nhưng khi mà gọn gàng kỹ tính thì điểm yếu của nó sẽ ngược lại, sẽ là khó tính. Có nghĩa là ai mà ở xung quanh em mà dơ dơ hay là bày biện bày bường ra không dọn dẹp là em bực mình, khó chịu đúng không? Vậy là mấy bạn ở chung với em cũng cảm thấy mệt mỏi với em lắm đúng không? Mệt mỏi cũng bình thường chị, thì cũng vừa thôi, đâu gọi là quá rồi chị. Vậy thì đâu có gì đâu gọi là cái nhưng cũng hơi khó tính một tí chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của Long là cái gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn được, em gọn gàng sạch sẽ. Nấu ăn ngon được món gì? Em thì không có nấu ăn ngon đâu, nấu ăn được thôi. Nấu ăn được thôi dạ. Mà nấu là nấu cho cả nhà ăn luôn hay sao? Dạ đúng. Giỏi, ok. Rồi còn điểm mạnh gì nữa không? Dạ không ạ, điểm yếu của em là hơi nóng tính chút. Dạ, lúc mà em nóng lên thì em không có nói gì hết. Nói chung là im lặng thôi. Ồ, vậy cũng không sao, có đập đồ đập đạc gì chưa? Phá hoại tài sản gì chưa? Không. Không, vậy cũng được, này nóng khôn nè. Được. Rồi, tình trường. Em trải qua hai mối tình. Mối tình hơn 2 năm với lại một mối tình 5 năm. Mà quen tới 5 năm mà sao vẫn chia tay vậy em? Quen cái bạn đó ở trên mạng á chị. Mà bạn đó bạn còn đang đi học. Nhưng cái bạn nói với em là khi nào mà học xong á thì em mới gặp anh. Thì nhưng mà cái em chờ, nhưng mà ngày nào cũng nói chuyện, cũng nói chung là nói chuyện thì lâu lâu thì mình cũng hỏi thăm nhau vậy thôi. Cái thời gian nó trôi qua thì cái tới ngày nhưng mà bạn nó không có giữ lời hứa. Là sao bây giờ quen mấy năm thì mới gặp mặt? Từ lúc mà em quen là bạn đó vô đại học năm 2. Bạn đó học bác sĩ học 7 năm. Là còn em đợi tới khi mà tốt nghiệp luôn á. Là xong rồi. Là học 5 năm luôn mà không gặp mặt nhau lần nào. Chỉ có gọi ở trên Zalo này chị.
trên Facebook nè. Mà có gọi thấy mặt không? Có gọi thấy tham không? Có nhìn thấy mặt nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài. Chưa. Bạn nó ở đâu, em ở đâu? Bạn ở Sài Gòn luôn rồi. Ủa sao em rảnh quá vậy? Rồi tại sao không lý do gì không gặp mặt? Thì tại bạn nó kêu là đang còn đi học. Ủa đi học thì đi học chứ gặp mặt cái ở trong thành phố Hồ Chí Minh gì mà vô lý trời, cái thời buổi này mà có cái câu chuyện vô lý vậy trời. Thì làm sao em biết được? Vậy mà em cũng chịu mà quen 5 năm trời. Ủa ta người yêu thì cũng phải không gặp mặt nhưng mà cũng phải biết nhà biết cửa, tới là ví dụ như cũng người ta học thi rồi mà học bài mình cũng mua dĩa cháo, tô cháo, dĩa xôi rồi tới cho người ta ăn. Rồi bên kia cũng phải có biết em làm gì chứ. Vậy là cái này không phải tình yêu em ơi, cái này cái gì á. Em nghe vậy em thấy sao? Em nói cái ý kiến của em chị nghe coi. Nếu em thì em thấy cũng lung lắm chị. Nếu mà em quen một người nào mà 5 năm trên mạng mà em vẫn cứ nhắn tin qua lại hoài, em có tò mò em muốn gặp mặt người ta không? Chị nhiên là có đó. Vậy là trừ khi cô này cô chỉ coi cái anh này giống như chỗ mà để nói chuyện chơi cho vui, có nghĩa là lúc nào rảnh thì nói chuyện cho vui, còn bận thì thôi, đúng không em? Nhưng mà trong 5 năm đó là đều đặn qua lại không? Lúc mới quen đó chị, thì ngày nào cũng nói chuyện nhưng mà sau cái từ từ nó giãn ra, nhưng mà vẫn nói chuyện, vẫn liên lạc. Nhưng mà sau một thời gian thì cái em biết là bạn nó nói xạo em rồi. Mà một thời gian mà 5 năm mới xạo, mới biết xạo, mới biết thôi. Thì mới quen năm đầu em cũng chưa có muốn gặp. Thì cứ nói chuyện vậy, cái lúc mà mình thấy mình quý bạn thì mình muốn gặp, thì bạn ấy nói là đang đi học, mình chưa muốn gặp. Ví dụ bây giờ quen một người trên mạng nữa rồi người ta cũng vài ba năm nữa rồi, em có tiếp tục chờ nữa không? Thôi em không quen nữa. Không quen nữa hả? Một tháng, hai tháng với nhau tới nửa năm, một năm là dữ lắm, trừ khi dịch Covid nó không cho gặp, hoặc là ngăn cản hai bên bờ đại dương á, ví dụ vậy. Không, ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà 5 năm không gặp mà cũng ráng đợi. Vậy mà trong 5 năm đó là em có quen ai sư cua không? Không, em không quen ai. Em làm việc thôi. Xong rồi lúc nào rảnh thì mình tối mình gọi điện, mình nói chuyện, xong rồi đi ngủ. Nên tụi em chỉ có cái nhu cầu nói thôi đúng không? Cái nhu cầu chỉ để nói chuyện thôi. Tôi bỏ tay. Trường hợp này bỏ tay quý vị ơi. Quý vị cho tôi ý kiến với tôi là hết, không có ý kiến nào để nói được hết trơn á. Nhưng mà trong 5 năm nói chuyện á, là có trao những lời yêu thương, anh nhớ em, anh thương em, hay là em cũng nhớ anh, hay là yêu nhau rồi gì không? Có chị ạ. Có. Dạ. Có, em copy mấy bài thơ tình trên mạng em gửi qua. Tại em copy, đáng lẽ em tự sáng tác thơ tình, em đưa gửi cổ là cổ cho em gặp rồi. Tại em copy của ba. Em không có sáng tác thơ đâu. Quay qua giờ với em. Mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trải qua một mối tình này. Mối tình kéo dài bao lâu? Hơn một năm rưỡi chị. Quen qua bạn giới thiệu ạ. À, bạn giới thiệu. Chia tay là do thứ nhất là lúc đó thì em còn là sinh viên. Thì em cũng chưa có công việc ổn định. Nó lớn lên chị không nghe nè. Lúc đó là sao? Lúc đó em còn là sinh viên. Với lại là gia đình nhà người ta cũng không có thích em đâu. Tại sao không thích em? Không thích em cái điểm nào? Em không rõ. Sao không hỏi? Hỏi người ta không có nói thì diễn viên chuyện gia đình của người ta sẽ không có chia sẻ. Người ta không nói nhưng mà người ta có nói là gia đình anh không thích em. Người ta chỉ là biểu hiện nói ra một vài từ thì mình đủ hiểu chị. Là gia đình là ở nữa, hai nhà cũng là một tịch một xã với nhau. Ờ. Lúc đó là cũng 48 kg, là sụt thân con 38 kg. Hay quá, cảm ơn anh đó, giờ vậy mà em đẹp. Hồi đó 48 kg chắc hơi mập đúng không? Dạ, hơi tròn một tí à. Ừ, bây giờ là đẹp rồi đó. Mà hiện tại này là nhiêu ký? 47 lên lại rồi. Ủa, lên lại rồi hả? Trời đất quốc vậy trời ơi trời. Hà Long, bây giờ chị hỏi em giả tỷ em yêu một người bạn gái đó ha. Rồi bây giờ thí dụ cái cô 5 năm đó đó, rồi tới hồi mà cổ cho gặp rồi ha. Yêu nhau nồng cháy cổ cho gặp mà dẫn cổ về cái ba mẹ ở nhà rồi anh em gì ai cũng ngăn cản không cho quen thì em tính sao? Cái đấy thì chắc em đi theo bạn gái luôn chị. Thấy chưa? Người ta đi theo bạn gái luôn, còn khi nào có người thứ ba người ta mới chia tay với em. Chị nói cho em nghe, đàn ông chỉ có muốn thêm, không bao giờ muốn bớt. Chỉ trừ khi con gái nói chia tay với người ta, không bao giờ đàn ông nói chia tay với phụ nữ. Nha, rút kinh nghiệm lần sau ha. Ai mà thấy mong em một cái gì chia tay là em biết có người thứ ba rồi đó. Cái chuẩn của người em mong muốn là người như thế nào? Thứ nhất là có tính cầu tiến này, chia sẻ mọi công việc ạ. Chứ là em không có thích những người mà bày hay nha chị. Biết rồi, cái vụ khó tính là không thích bày hay. Ở bên đây thấy tươm tất lắm, mà chắc tại bữa nay ghi hình mới vậy. Không biết nhà thường sao? Ở nhà thường cũng vậy chị ạ. Nhà thường cũng vậy hả? Ngoại hình cao hơn em là được. Cao cỡ nhiêu thì được? Trời, cỡ 1m65, 1m7 thì cũng được chị. Trời ơi, em cao như mà em đòi dữ vậy? Em đưa ra mức đó thôi, chứ đâu phải yêu cầu là 1m7 đâu chị. Em thích vậy thôi đúng không? Thì em đưa ra khoảng đó thôi, thì miễn cao hơn em là được. Mà vậy em cao mét mấy? 1m48 chị. 1m48 thì tao quen 1m50 cũng cao hơn em rồi, cao hơn 2 phân rồi. Nhưng con trai 1m50 thì cũng kỳ quá. Thì 1m55
25 được rồi. Rồi tới mét 7 là cái đi về vậy luôn hả? Em đứng tới ngang bụng người ta luôn hả? Em đưa ra yêu cầu vậy thôi. Rồi ok, thấy cũng tương đối được được đó. Còn bên đây muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Gái chung thủy chị ạ. Chung thủy. Em có phải là người chung thủy không? Ừ, tôi nghi rồi, yêu 5 năm một người là tôi biết cũng chung thủy lắm rồi. Rảnh lắm đời ha. Theo em nghĩ là lấy nhau về thì vợ chồng trong nhà ai là người quản lý chi tiêu trong gia đình? Vợ em mà quản lý được thì đưa cho vợ quản lý. Tại vì em tiêu tiền không đầu vào đâu. Đúng rồi, đàn ông thì thường hay vậy ha. Rồi bây giờ em có hình ảnh gì không cho chị Tường coi với. Hai anh em giống nhau quá à. Rồi coi đi. Có cổ rộng đó. Đoán thử coi. Bạn này rồi. Sao biết bạn đó? Đoán đại đại thôi. Thôi hay vậy. Trời ơi, đâu bên đây? Ai? Anh nào? Chắc không? Em nghĩ anh à, do nhìn thấy lớn tuổi hơn. Ủa, nhìn vô là vậy là này thấy lớn tuổi hơn hả? Rồi, bây giờ mở cửa trái tim ra coi đúng không nha. Dạ, hai bạn này đúng là duyên thiệt luôn á chứ. Xin mời, hướng về cửa trái tim. Rồi, kiểm tra thử coi mình đoán đúng không nè. Đoán đúng không? Em không biết. Không biết. Nãy nhìn tấm hình chỉ cái một, bây giờ nhìn thấy trước mặt rồi mà hỏi không biết. Chắc là ở ngoài khác trên hình nữa chị. Đúng không? Em không nhớ được chị. Trời đất ơi. Rồi em đoán đúng không? Chắc là đúng đó chị. Chắc là đúng. Hai cái này nó không biết khoát gì trơn. Rồi cái này có tặng không? Có. Tặng chị hả? Có tặng em. Do gấp quá nên em cũng chưa chuẩn bị quà cho anh kịp. Nên anh cũng thông cảm. Ok, không sao hết. Rồi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi nè. Thôi bây giờ đói bụng rồi hả? Ăn đi, ăn cho nó tỉnh táo đi rồi nói chuyện. Rồi, wow, thật là hấp dẫn, thơm lừng. Em biết món này món gì không? Ăn bao giờ chưa? Chưa giờ. Chưa phải không? Hôm nay sẽ thưởng thức. Đây là một món ăn đặc trưng của nhà hàng chả cá Đế Vương. Tên gọi của nó là món chả cá Đế Vương luôn. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại, ok? Mình là nam chủ động nha, ga lăng lên, mời bạn gái. Rồi, chúc hai em ngon miệng. Mà bạn làm công việc bận không? Mình làm xe ca bạn. Công việc của mình là CK là nhiều sáng chiều mà chủ yếu là buổi tối thì... À, làm thì có lúc nào bạn rảnh không? Có lúc rảnh. Có lúc rảnh đúng không? Đúng rồi, một tuần CK thì dĩ nhiên là CK 8 tiếng thì dĩ nhiên có ngày buổi tối sẽ rảnh. À, cái chiều 5 rưỡi là nghỉ rồi. Mà có khi thì đi làm dự án, làm công trình ở tỉnh á, thì đi 1-2 tháng đi về. Hôm nay là cố gắng dành thời gian để đi đến đây á. Dù là bận lắm luôn. Thì biết, mình biết mà. Thì mình công việc mình cũng bận mà. Mình cũng sắp xếp thời gian được thôi. Anh có hay đi du lịch không? Không, mình thích đi lắm. Thích đi đâu? Đúng rồi. Một năm đi được mấy lần? 2-3 năm mình mới đi một lần. 2-3 năm. Mình đi xa hay đi vào? Đi Vũng Tàu hay là Đà Lạt rồi thôi. Chứ không có đi đâu xa. Mình đi công ty tổ chức thì mình đi. Chứ mà bình thường chắc chẳng đi ở nhà không. Bạn làm bên Phú Nhuận, bạn ở khu nào? Mình làm ở Tân Bình chứ không phải là Phú Nhuận. À, Tân Bình. Tân Bình là chỗ nào ta? Ngay chỗ Lạc Long Quân á. Ồ, à gần Đầm Sen à? Không, ở khúc này, khúc ở Tân Bình ở chính giữa chứ không phải là Đầm Sen. Đầm Sen thì qua bên kia luôn. Mình bên quận 2, chỗ đường Trần Não. Tại làm ở bên đấy, ở trọ bên đấy. Nhà dưới Bình Chánh đi về 30 cây số, đi kẹt xe chiều làm miếng đi lắm. Ở tại đấy luôn, đi làm cho gần. Nếu quen thì ít nhất 1 năm là ít nhất là 1.5-2 năm nữa thì cưới. Hơi mai mốt hai đứa rủ có quen nhau á, có hẹn hò đi chơi đi ăn đi uống, mời chị Tường đi theo nha. Cái gì chị Tường mồi phụ cho nói chuyện. Một là cắm đầu xuống ăn không nhìn mặt nhau. Hai thì ăn rồi nói thì giống như là thiệt á. Cái gì mà nó căng thẳng, đồ ăn ngon không cưng? Đồ ngon dạ. Giờ chị hỏi hai bạn nè, quan điểm về hôn nhân, về tình yêu của hai đứa như thế nào? Gì vậy ông? Tự nhiên dòm tôi cười trời. Có vẻ hơi rụt rè nhút nhát ha. Bạn gái lanh lắm á, mà tại vì em rụt rè làm bạn gái sụi luôn á. Giờ là em quan điểm của em như thế nào là tình yêu để tiến tới được hôn nhân?
thì nó thật sự tin tưởng, thái hợp nhau rồi tiến tới thôi chị. Mà trong hôn nhân thì em phải cũng phải có một bạn nam phải biết chia sẻ công việc trong gia đình, ví dụ bếp núc hay là dịch vụ hay là nhà cửa hay là con cái, phải chia sẻ cho em. Mới thấy mà phụ nữ lúc nào mà cũng phải ở nhà chăm con hay là gì đó, em không có thích nữa. Thật ra đó cũng quan niệm xưa cũ thôi. Không, em thấy nhiều trường hợp đó như thế. Nhưng mà chị lại khoái ở nhà với điều kiện chồng chị giàu, ở nhà mà cho ăn sung mặc sướng, ở nhà cho nó sướng em. Chứ với chồng nghèo quá phải hai đứa cùng làm, chứ không cùng làm lấy đâu mà ăn uống cho đủ, ở đó mà ở nhà. Nhưng mà bây giờ nữ cũng đi ra ngoài kiếm tiền rồi thì về hai đứa mệt như nhau. Nhiều khi bây giờ nữ còn kiếm tiền nhiều hơn nam nữa, thì coi như về nhà thì hai người cũng phải chia nhau công việc chứ, đúng không em? Đúng. Trời, em ba phải, chị nói gì em cũng gật đầu đúng, chị biết mà. Rồi chị Tường thấy hai bạn có vẻ hơi ít nói, ít trao đổi. Giờ chị Tường sẽ mời người thân của cả hai mình vào bên trong để cho thêm ý kiến cho hai bạn tham khảo nha. Hôm nay em đi với ai? À, em đi với anh của em. Anh ruột á hả? Em đi với ai? Em đi với bị bạn hả? Là bạn ở chung á phải không? Rồi mời người thân của cả hai bên vô ạ. À. Mời anh vô đây, mời em gái vô đây. Chào anh. Em chào chị. Tôi tức em của anh lắm đó nha, nãy giờ ngồi ngoài thấy tức không? Thì nói chung là em của em nó lần đầu tiên lên cái chỗ đông người thì nó hơi bị khớp. Ra ngoài mình đi làm, mình trao đổi nó sẽ ấy hơn. Có không? Có hơn không? Có. Là ở ngoài thì là... ở ngoài thì nói chung ai lên trên cái một cái sân khấu đông người thì nó sẽ rất là bị khớp. Ngay cả đâu, anh đâu khớp đâu. Tại vì nói thẳng với chị là công việc của em á, em giao tiếp rất là nhiều người nên là em quen rồi, với lại em có gia đình. Là coi như thôi bây giờ anh lên nói đỡ cho em đi. Mình thấy hai bạn này nói chuyện với nhau rồi nãy giờ nhìn trên đây thì anh có cái nhận xét chung như thế nào cho cặp đôi ngày hôm nay? Em thì có một chút nhận xét chung em của em á, thì nói chung là cuộc sống về nó sống nghiêng về gia đình hơn, để biết chăm lo cho gia đình, cho bố mẹ, cho anh em, biết quan tâm chia sẻ. Nói chung là nó đi làm về là không giữ tiền riêng, đưa cho bố giữ. Đấy, thế là nó chi tiêu rất là chu đáo. Thế là có điều cái là nó có khuyết điểm cái là nó hơi bị rụt rè, hơi ít nói. Còn về phần bạn gái ấy, thì bạn gái nói hơi nhỏ nên là em không nghe được rõ lắm, nhưng mà nói chung bạn gái thì em thấy là sống rất là được. Tính cách của bạn gái cũng rất là ok. Em có một lời khuyên cho em của em là hãy nhìn vào bạn gái đối diện với mình và mình đưa ra một cái quyết định, là qua cái cuộc trao đổi và mình nói chuyện quyết định cái đường đi của em sau này. Cái chuyện mà hai đứa có đến được hay không ấy thì cũng còn tùy vào hai đứa đấy. Em chỉ có một chút lời khuyên như thế thôi. Trước mắt dạ. Trước mắt tự tin là cứ trao đổi, cứ cởi mở, đưa ra cái quyết định là mình được hay không. Mà mình rụt rè quá thì người đối diện người ta cũng cảm thấy, nói chung là cái lần đầu tiên mình gặp mặt mình phải có một cái sự ấn tượng, tạo ấn tượng cho cái người đối diện để người ta cảm thấy là mình là một người trưởng thành, mình biết chăm lo cho gia đình. Trời, con trai nói hay quá, cố gắng lên nha. Trời ơi, dễ thương lắm đó, chân thành thật thà, nó hơi nhút nhát chút thôi. Rồi, chào em gái, em tên là gì? Em chào chị, em chào anh. Em tên Như, em ở với chị Lý cũng gần 2 năm rồi. Chị của em cũng giống như anh, đây là cũng ít nói. Thường là chỉ có nói chuyện được với người quen thôi. Còn những người mới gặp lần đầu hay lần thứ hai thì cũng ít nói. Thì em thấy hai người cũng giống nhau ở cái điểm đó. Em cũng chỉ khuyên chị là lắng nghe con tim mình thôi. Lắng nghe con tim mình thôi ha. Rồi chị Tường cũng thấy giống như vậy đó. Trước tiên là cảm ơn anh nha, cảm ơn em gái. Để cho hai bạn này có cơ hội thêm một chút xíu nữa đi, coi có khai thác được thêm gì không. Phụ nữ hiện đại phải rồi, tự tin lên, tự tin lên, thoải mái vô. Người mình là đàn ông mà phải mạnh mẽ lên thì mới được, chứ mình nhút nhát quá nhiều khi cái buổi gặp đầu tiên mình bị không có ấn tượng đẹp thì nó không được. Làm sao người ta chọn mình đúng không? Không phải chọn mà là không được đẹp cho lắm. Nhìn lên coi gì, nhìn xuống dưới hoài vậy, có ai rớt tiền dưới đất đâu nè. Nhìn thẳng vào người đối diện để mình biết được là đối phương đang nghĩ gì về mình, mình có thể mình hỏi hoặc là mình nói chuyện với người ta. Đừng có nhìn xuống dưới, nó không được ấy. Nói chung em ngồi ở ghế thì nói chung em thấy
muốn nói với nhắn nhủ với em lắm nhưng mà cũng không được, tại vì chương trình đang quay nên là mình không được. Rồi giờ anh nói rồi đó, thôi hy vọng rằng là cải thiện coi như là phút cuối hay không có cái gì, tại nó phút 90 còn chưa phải là kết thúc nữa mà. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi cảm ơn em gái nha. Bây giờ chị sẽ cho hai bạn chơi chút chơi nha. Đây là những cái lá thăm, trong này có ghi những cái yêu cầu của chương trình để hai bạn thực hiện. Rồi em trai tự tin bóc trước, bóc chúng cái gì đọc lớn lên yêu cầu và thực hiện cho nó cởi mở lên, nó vui lên một chút. Đọc lớn lên chị nghe coi. Đọc đi chứ cười hoài vậy, đọc lên cái gì. Nhỏ sắp xỉu rồi. Ở đây tôi đọc coi cái gì vậy, sao đọc lên. Hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nói cảm nhận về nhau. Hay quá trời, nãy giờ mình nói không được thì mình hành động. Rồi mời em qua bên đây đứng. Sẵn đo chiều cao luôn á cưng. Ôm nhau 30 giây rồi cả hai cùng nói cảm xúc của mình. Mời hai em. Nhìn tôi chi trời ơi, thì tôi đi ạ. Nhìn tôi chi. Hãy bên em thân gần nhé anh, để cảm nhận yêu. Rồi giờ nói cảm xúc đi. Hai người nói cho chị nghe coi cảm xúc mình như thế nào. Em luôn đó chị ạ, em không nói được. Em run quá chị ơi, em không nói được. Còn em thấy sao? Bình thường. Em thấy bình thường. Là cảm xúc bình thường hay là thấy ôm bình thường hay là ôm hời hợt quá? Ôm bình thường. Cảm xúc bình thường. Còn tại sao em run? Người ta không run mà em run gì? Lý do sao Lâm run? Em không biết, không em thích cái ôm đấy. Anh thích cái ôm đấy, nhưng mà run quá không biết nói gì. Rồi về chỗ, tới bên đây. Chàng trai thực hiện một yêu cầu từ bạn gái thể hiện độ mạnh mẽ nam tính. Đúng á, cho nó hít thở, cho nó nóng, khởi động cho nóng chút đi. Vậy em muốn yêu cầu bạn trai làm cái gì? Thể hiện sự nam tính. Thôi bạn nói một câu gì đó thì đỡ cho em cảm thấy mà đỡ. Trời ơi, nhỏ đâu không dám nói, ít nói mà biểu nhỏ nói nữa thấy mệt rồi đó nha. Thôi yêu cầu hát đi, đơn giản. Yêu cầu hát được không? Nãy giờ nói không được mà giờ hát được không? Thôi hát là điểm yếu của em đó. Nhưng mà bây giờ còn không thì đó. Cổ yêu cầu em một là nói một cái câu gì đó cho cổ cảm thấy nó cảm nhận được. Còn hai là hát, nhìn cổ hát. Đó. Rồi ok luôn, anh sẽ cố anh hát tặng em một bài. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật dịu dàng biết mấy. Và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hết nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm. Hai, thôi rung rung chứ cũng biết lựa bài hát có ý nghĩa lắm nha. Nãy giờ mình đã chia sẻ những gì, anh này như thế nào, cô này là người như thế nào. Suy nghĩ cho kỹ và đặt hai tay lên nút bấm đi các em. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh xuống, không đồng ý cứ việc lặng lẽ lấy tay ra. Rồi mời hai em nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1. Lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. 2. Hãy lắng nghe cảm xúc của mình, mách bảo và làm theo đó. 3. Hết thời gian. Có bấm mà nó không kêu thì có bấm không? Có, em có đi xuống mà. Có bấm thì khóc thì kêu thì em làm hồi người ta mà kêu xe cấp cứu tới đây đưa đi cấp cứu là em chịu trách nhiệm á. Nhỏ đã yếu tim rồi mà còn đẹp đôi lắm đó, mặt mày đứa nào cũng dễ thương hết mà nhát quá à. Nắm tay nhau đừng xỉu nha.